Hôm qua cậu học cái gì? Tớ học về gốc. Vậy gốc là sao? Cậu vẽ ra coi. Đây nè, đây là một gốc, đây cũng là một gốc. Vậy hai gốc, cậu vẽ gốc nào lớn hơn, gốc nào nhỏ hơn? Thì đo rồi biết. Đo bằng cái gì? Chờ đi, để tớ đi hỏi anh Rika. Anh Rika ơi, làm sao để đo gốc? Ngồi xuống đi. Gốc được tính bằng đơn vị độ, người ta dùng thước đo gốc để đo. Thước đo gốc là như thế này. Nó là một nửa hình tròn được chia thành 180 phần bằng nhau và được ghi từ 0 đến 180. Mỗi phần này chính là một độ. Ta gọi tâm của nửa hình tròn này là tâm của thước. Bây giờ ta sẽ dùng thước đo này để đo góc XOY trên bảng. Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc. Một cạnh của góc, chẳng hạn OY, đi qua vạch 0 của thước. Cậu nhìn xem tia còn lại đi qua vạch số mấy trên thước. Tia OX đi qua vạch 70 trên thước. À, vậy là góc XOY có số đo là 70 độ, phải không anh Rika? Đúng rồi, ta ký hiệu góc XOY bằng 70 độ hay góc IOX bằng 70 độ. Góc có số đo 70 độ còn gọi là góc 70 độ. Cậu còn nhớ góc bẹt chứ? Cậu có đoán được góc bẹt có số đo là bao nhiêu không? Có phải 180 độ không anh Rika? Đúng vậy. Ta đưa ra một nhận xét chung. Mỗi góc có một số đo của góc bẹt là 180 độ. Số đo của mỗi góc không vượt quá 180 độ. Ủa, vậy có khi nào một góc nhỏ hơn một độ không? Có chứ. Các đơn vị đo góc nhỏ hơn một độ là phút và giây. Một độ bằng 60 phút và một phút bằng 60 giây. À, nó giống như trên cái đồng hồ vậy. Vậy muốn so sánh hai góc, ta làm như thế nào? Ta sẽ đo và so sánh các số đo của chúng. Và ta cũng dùng các ký hiệu bằng, lớn hơn hoặc nhỏ hơn để ghi. Khoan ô, hai anh em mình buộc bài rồi. Chưa, cậu còn phải nhớ các tên gọi này nữa. Góc có số đo bằng 90 độ là góc vuông. Số đo của góc vuông còn được ký hiệu là 1V. Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn. Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù. Ồ, góc vuông, góc nhọn, góc tù và góc bẹt nữa. À, mình phải đi nói cho bò biết góc nào lớn hơn, góc nào nhỏ